Vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra của đồng độ hấp dẫn vào rạng sáng thứ tư, khi Manchester City sẽ tiếp đón Bayern Munich trong trận lượt đi. Cả hai ông lớn này đều bắt đầu mùa giải với tư cách là những ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng giờ đây thì chỉ còn một trong hai đội có vé đi tiếp. Man City và Bayern Munich sẽ gặp nhau lần thứ 7 tại UEFA Champions League. Chiến lợi phẩm đã được chia đều trong cả 6 lần chạm trán trước đó, với 3 chiến thắng dành cho mỗi đội. Huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ đối đầu với đội bóng cũ. Nếu ông đã trải qua 3 mùa giải làm huấn luyện viên trưởng từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016 trước khi đến làm việc tại Man City. Mặc dù Pep Guardiola đã vô địch Bundesliga trong cả 3 mùa giải với Bayern, nhưng ông chưa bao giờ có thể giành được UEFA Champions League ở đó. Hai danh hiệu Champions League của Pep với tư cách là huấn luyện viên đến khi ông còn làm việc tại Barcelona vào các mùa 2008-2009 và 2010-2011. Guardiola đã thắng 54% số trận ở vòng loại trực tiếp UEFA Champions League với tỷ lệ 39/72. Trong số những người có hơn 30 trận ở giai đoạn vòng loại trực tiếp, Pep Guardiola là người có tỷ lệ thắng cao nhất so với bất kỳ huấn luyện viên nào khác và là người duy nhất đã thắng hơn một nửa số trận của mình. Pep và các học trò đã có bước chạy đà thuận lợi để hướng tới mặt trận châu Âu. Vào cuối tuần qua, Man City đã đả bại Southampton 4-1, qua đó tiếp tục cuộc đua với Arsenal trên con đường hướng đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Chiến thắng trước những vị thánh là trận thứ 8 liên tiếp mà City ấm trọn vẹn 3 điểm và họ đã ghi tới 31 bàn trong giai đoạn kể trên. Mọi sự chú ý hiện giờ đều tập trung nhiều vào Erling Haaland khi anh liên tục nổ súng. Cầu thủ người Na Uy đã có 2 bàn vào lưới của Southampton để cán mốc 30 bàn tại Premier League. Nếu tính kỹ hơn, Haaland đã ghi được 10 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường và trung bình cứ 20 phút, anh ấy lại có thêm 1 bàn trong khoảng thời gian này. Chân sút của City cũng bỏ túi 10 pha lập công chỉ sau 6 trận ra sân ở Champions League mùa giải năm nay. Nhưng Haaland chưa bao giờ gặt hái được nhiều thành công trước Bayern, thua cả 7 lần trong thời gian anh thi đấu cho Borussia Dortmund. Tuy nhiên bây giờ thì Haaland đang ở Man City, và City thì có vị thế khác hẳn so với Dortmund trước kia. Manchester City đang bất bại tại UEFA Champions League mùa này, thắng 5 và hòa 3 trong 8 trận đá đấu của họ. Họ đứng đầu bảng G trước Borussia Dortmund, Sevilla và FC Copenhagen, trước khi đánh bại một câu lạc bộ Bundesliga khác là RB Leipzig với tỷ số chung cuộc là 8-1 ở vòng 16. Trận lượt về, họ giành chiến thắng 7-0 tại sân vận động Etihad với Erling Haaland ghi 5 bàn. Đó là chiến thắng chung cuộc lớn nhất tại UEFA Champions League của City, bên cạnh chiến thắng 7-0 trước Schalke 04 trong vòng 16 đội của mùa giải 2018-2019. Sau khi Haaland trở lại thi đấu cho Man City trong trận đấu với Southampton vào cuối tuần, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ có một đội hình gần như đầy đủ lực lượng để lựa chọn cho cuộc đụng độ với Bayern Munich. Chỉ có một Phil Foden là bị vắng mặt vì chấn thương. Bên kia chiến tuyến, sau khi Julian Nagelsmann bị sa thải vào tháng trước, Thomas Tuchel sẽ dẫn dắt Bayern Munich trong trận đấu này và đối đầu với Guardiola lần thứ 11 trên cương vị huấn luyện viên. Chính Tuchel đã đánh bại Guardiola trong trận chung kết Champions League 2021 khi Chelsea vượt qua Man City với tỷ số tối thiểu 1-0. Trận đấu đầu tiên của Tuchel chứng kiến Bayern dễ dàng đánh bại Dortmund tại Allianz Arena, nhưng họ đã tiếp tục bằng trận thua sốc trước Freiburg, bị loại khỏi cúp quốc gia Đức ở vòng tứ kết. Ngay sau đó thì Bayern Munich đã trở lại mạch thắng vào cuối tuần qua tại Bundesliga. Một trong những nhiệm vụ chính của Tuchel đó là siết chặt hàng phòng ngự của Bayern, vì họ chỉ giữ sạch lưới 6 trận trong 16 trận gần nhất, để thủng lưới 2 bàn trở lên trong 5 lần. Đó là một mối lo ngại cho đại diện nước Đức khi họ chuẩn bị đối mặt với đội bóng được cho là có sức công phá tốt nhất châu Âu, những người đang có phong độ ghi bàn rất cao với một tiền đạo sung mãn ở tuyến đầu. Về mặt lực lượng, Bayern Munich cũng có một vài lo ngại về chấn thương. Manuel Neuer vẫn phải ngồi ngoài do bị gãy chân, trong khi Lucas Hernandez và Eric Maxim Choupo-Moting có vẻ sẽ vắng mặt do chấn thương đầu gối. Một chi tiết khác cũng đáng chú ý khi Joao Cancelo đã đủ điều kiện đối đầu với câu lạc bộ chủ quản sau khi đến Bayern Munich theo một hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Những cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể sẽ bắt đầu từ băng ghế dự bị khi Dayot Upamecano trở lại sau án treo giò, và khi đó thì Benjamin Pavard sẽ chuyển sang đá hậu vệ phải. Hy vọng của Bayern sẽ dồn nhiều lên đôi chân của Jamal Musiala. Cầu thủ trẻ này đã gặp khó khăn sau World Cup tại Bayern Munich, nhưng vẫn là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự của đối phương. Kể từ khi trở lại sau World Cup, Musiala đã ghi 3 bàn và kiến tạo thêm 3 bàn trong 16 lần ra sân cho Bayern. Musiala cũng đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Bayern trong mùa giải 2022-2023, và hàng thủ Man City sẽ cần phải theo dõi sát sao của cầu thủ trẻ người Đức. Những thống kê chỉ ra rằng Manchester City đã thắng 2 trong 3 trận sân nhà trước Bayern Munich tại UEFA Champions League, với thất bại duy nhất vào năm 2013. Sau chuỗi 4 trận thua trên sân khách trước các đối thủ Anh tại UEFA Champions League, Bayern Munich chỉ thua 2 trong 10 trận gần nhất tại giải đấu này. Man City đang có một đội hình ấn tượng nhưng sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra đáng gờm mang tên Bayern Munich. Còn đại diện nước Đức đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt tới thời của Thomas Tuchel, nhưng sẽ cần phải đạt phong độ tốt nhất trong tuần này. Man City đã ổn định hơn trong suốt mùa giải và chiếm thế thượng phong một chút trong trận đấu này. Cùng giờ với trận đấu giữa Man City và Bayern Munich, Benfica sẽ tiếp đón Inter Milan. Benfica đã không thắng bất kỳ trận nào trong 3 trận đấu trước đó với Inter.
họ thua trận chung kết cúp C1 châu Âu năm 1965 trước khi có một trận hòa và một trận thua vòng 16 đội UEFA Cup 2003-2004. Benfica đã hai lần đánh bại một câu lạc bộ Serie A tại UEFA Champions League mùa này với các chiến thắng trên sân nhà và sân khách trước Juventus ở vòng bảng. Trước chiến dịch 2022-2023, họ chỉ thắng được 2 trong số 11 trận gặp các đội bóng Ý ở cúp C1 châu Âu. Đội bóng của Roger Schmidt là một trong 3 đội duy nhất vẫn bất bại ở Champions League cùng với Bayern Munich, Man City, trong khi chỉ có Napoli là ghi được nhiều bàn thắng hơn họ. Còn Inter Milan bước vào trận đấu này sau khi hạ gục một ông lớn khác của Bồ Đào Nha vòng đấu trước. Đội bóng của Simone Inzaghi đã giành chiến thắng chung cuộc 1-0 cho FC Porto, nhưng phải thừa nhận rằng Nerazzurri đã phải cần đến rất nhiều may mắn mới có thể đi tiếp. Inter hiện đang có phong độ rất tệ khi không thể thắng bất kỳ trận nào trong 6 trận gần đây nhất, hòa 3 và thua 3, và chỉ thắng được 1 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng nước Ý chỉ ghi được 2 bàn trong 5 trận gần đây nhất, một trong số đó là do công của Romelu Lukaku, và 2 trận gần nhất của họ đều kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Trận hòa 1 đều hôm thứ Bảy vừa rồi, trước Salernitana ở Serie A, chứng kiến Inter Milan để thủng lưới phút bù giờ sau khi dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đây là chuỗi phong độ tệ nhất của Inter kể từ tháng 2 năm 2018 trên mọi đấu trường. Siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội chiến thắng của Inter Milan là 27,5%, còn cơ hội thắng của Benfica lên tới 45%. Còn các bạn dự đoán như thế nào về kết quả của hai trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League kể trên? Hãy để lại comment và cùng nhau trao đổi nhé! Còn bây giờ, các cộng sport xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại!